Ok, hello, Nhật Anh Mobile xin chào tất cả các anh chị em nhé. Hôm nay em lại lên một clip giới thiệu và bán hàng cho anh em. Thì hôm nay em có chủ yếu là LG V30 G8, LG Win nhé. Sony thì có XZ2, XZ3, XPA1 và XZ Premium anh em nhé. Samsung có Note 8, Note 9, S10 cộng, A20, A30 nhé. Thì iPhone thì có vài con là 6 Plus, 8 Plus, XS Max và 11 Pro Max nhé. Anh em cùng đón xem chi tiết trong video nhé. Ok, thì cửa hàng mình có địa chỉ ở số 137 Ba La, Hà Đông, Hà Nội. Anh em nào mà gần thì có thể qua xem trực tiếp. Anh em xa thì bên mình có ship code nhé. Ship code anh em vui lòng cọc trước 100, tiền cọc trừ thẳng vào tiền máy anh em nhé. Ship đến thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Máy bán ra thì bao test 1 tuần, bảo hành 3 tháng anh em nhé. Mọi thắc mắc về chi tiết sản phẩm cũng như mua hàng thì anh em liên hệ với cả mình qua số điện thoại 0765826886 anh em nhé. Ok, thì đầu tiên hôm nay mình vào từ máy rẻ để máy đắt cho anh em nhé. Đầu tiên là con này là con 6 Plus. 6 Plus 64GB anh em nhé. Đây. Máy tình trạng là máy con này là mất vân tay anh em nhé. 6 Plus 64GB mất vân tay. Máy quốc tế. Ngoài mất vân tay ra thì còn tất cả các chức năng khác dùng bình thường anh em nhé. Đây, cho anh em xem. 64GB anh em nhé. Con này thì pin mình đã thay mới 100%, pin xịn luôn, pin EU luôn anh em. 100%, pin cực kỳ trâu anh em nhé. Đây, mình test qua một số chức năng này, cam sau này. Ok anh em nhé. Cam trước này. Ok anh em nhé. Đây, cảm ứng này. Màn nó hơi già góc tí này thôi, không ảnh hưởng gì anh em nhé. Màn vẫn là màn zin. Thì con này mình bán là 1,7 triệu anh em nhé. 1,7 triệu, máy hình thức phẩy. 1,7 triệu. Con này mình bán ra sẽ tặng kèm cho anh em sạc cáp cường lực và ốp lưng luôn anh em nhé, đầy đủ. Máy màu vàng. Ok. Tiếp theo là đến LG V30 anh em nhé. V30 này thì cấu hình là RAM 4, bộ nhớ 64, chip Snapdragon 835 anh em nhé. Màn hình là 6 inch, độ phân giải 2K. Con này màn cực kỳ đẹp anh em nhé. Màn đẹp không ám mố nha anh em nhé. Màn đẹp không ám mố. Hình thức thì tầm khoảng 98-99%. Đây anh em. Này, con này mình bạc tí đuôi sạc 98 nhé. Còn máy đẹp hơn thì 99. Máy này bên mình có hai màu, màu đen xám này đấy, và màu xanh tím than anh em nhé. Con này lưng kính nó đổi màu theo góc nhìn khá đẹp đấy. Thì cái con V30 này thì bên mình sẽ bán giá này 2,250 triệu anh em nhé. 2,250 triệu. Test qua camera cho anh em. Cam sau 2 cam nhé, một cam chính và một cam góc rộng. Ok này. Cam trước này. Ok anh em nhé. Cam trước cũng có cả góc rộng luôn nhé. Ok. Cảm ứng này. Rồi. Thì con này bên mình bán ra sẽ tặng kèm sạc cáp anh em nhé. Thì ốp lưng không có, sạc cáp và dán màn hình thôi. Ok, thì anh em cần màu gì, máy gì liên hệ mình nhé. Tiếp theo là đến LG G8 này. G8 này chưa bật nguồn.
G8 này thì là bản Hàn, 3 cam sau anh em nhá. Trước mình bán bản Mỹ thì nó chỉ có 2 cam sau thôi. Bản Hàn một sim, máy hình thức đẹp 99%, màu đỏ anh em nhé. Con này cấu hình như V50, RAM 6, bộ nhớ 128, chip Snap 855, màn hình 6,1 inch, độ phân giải 2K anh em nhé. Máy zin, màn đẹp không ám ố anh em nhé. Màu đỏ cực kỳ đẹp nhé. Ok, con này hết pin rồi anh em. Anh em nào cần thì mình sẽ test gửi video sau. Con này bên mình đang bán là 3.650.000 anh em nhé, 3.650.000. Tiếp theo là đến LG Qing. Con này hai màn hình luôn, màn hình xoay cực kỳ độc đáo. Nói sơ qua về cấu hình thì con này là RAM là 8GB, 8 hay 6 nhỉ, mình để mình xem lại anh em nhé, nhiều quá không nhớ hết được. RAM 8 anh em nhé, RAM 8 này, RAM 8 bộ nhớ 128, chip Snap 765G, con này có 5G anh em nhé. Thì cái chip 765 này thì sẽ ngang tầm với cả chip 845 anh em nhé. Màn hình của nó là 6,8 inch, pin là 4000, con này pin cực kỳ trâu anh em nhé, pin 4000 thôi nhưng mà cực kỳ trâu, xem phim với cả ngày không hết luôn. Nó có cái màn hình xoay này dùng khá là tiện và độc nhé, độc lạ luôn. Anh em vừa xem YouTube vừa xem vừa nhắn tin đấy, vừa nhắn tin ở dưới hoặc là vừa chơi game này, chơi game thì nó có hiển thị màn hình phụ này ở dưới này, khá là ngon anh em nhé. Anh em nào mà cần xem chi tiết thì có thể vào những kênh review chi tiết, mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Ok, con này 3 cam sau, cam trước nó là dạng cam thò thụt anh em nhé. Đấy, thò thụt, cam trước khá là đẹp, nét. Thì làm sao đây, X2, ok, góc rộng đầy đủ anh em nhé. Thì con này bên mình đang bán 5.950.000 anh em nhé, 5.950, tặng kèm đầy đủ sạc cáp và dán màn hình anh em nhé. Ok, dán PVF màn hình luôn, máy hình thức đẹp 99, còn nguyên siêu anh em nhé, nguyên siêu rồi, chưa bóc luôn. Ok, thì anh em nào cần một chiếc điện thoại mà không đụng hàng thì dùng con này, có ổn luôn. Màn hình nó khá là to, giải trí tốt anh em nhé, chơi game ok. Rồi, tiếp theo là đến Samsung anh em nhé. Samsung đầu tiên là con A20. A20 này cấu hình thì RAM 3 cũng như 32 anh em nhé, màn 6,4 inch, pin 4000, máy còn zin đẹp anh em nhé, màn đẹp không ám ố. Ok này, màn đẹp nhé, hình thức 99% anh em nhé, máy màu vàng. Thì con này bên mình đang bán 2.6 triệu, 2.6 triệu anh em nhé. Hôm nay mình giảm giá còn 2.5 triệu, vẫn tặng kèm sạc cáp cường lực và ốp lực. Ok, tiếp theo đến A30. A30 thì cũng là RAM 3 bộ nhớ 32, màn 6,4 inch, nhưng mà độ phân giải nó cao hơn anh em nhé, pin là 4000, máy vẫn zin đẹp nha. Bản Hàn, con này là bản Hàn 2 sim anh em nhé, còn con A20 là 1 sim. Ok, màn đẹp nhé, hình thức đẹp này. Con này bên mình cũng giảm 100, 2.850 giảm còn 2.750 anh em nhé. Có hai màu, đen và màu trắng. Ok, tiếp theo là đến Note 8. Note 8 này thì là bản Hàn, đã lên 2 sim anh em nhé. Cấu hình RAM 6 bộ nhớ 64, màn 6,3 inch, pin 3.300 anh em nhé. Con này mình bán 4.300.000,
hình thức tầm 98% anh em nhé. Sức dăm tí ở cạnh trên dưới thôi, còn lại vẫn là đẹp. Máy là màu này gọi là màu xám này, màu mắm tôm anh em nhé. Màn đẹp không am ố. Còn con màu đen này thì đẹp 99, 4,4 triệu anh em nhé. Ok, máy bao zin, bao màn đẹp không am ố, không lưu ảnh anh em nhé. Rồi tiếp theo là đến Note 9 này. Note 9 9 thì cấu hình RAM 6 bộ nhớ 128 anh em nhé. Màn 64 inch, độ phân giải 2K, pin là 4000. Note 9 này cũng là bản Hàn, 2 SIM anh em nhé. Đấy, đẹp zin nguyên áp anh em nhé, màn đẹp không làm ố, lưu ảnh. Đấy, anh em test áp thì anh em test như này sao thăng không sao thăng. Đây trong này nó đầy đủ các phần test nha, cảm ứng là hiển thị màn hình, camera, loa, mic. Đây mình chỉ test sơ qua cái áp suất cho anh em nhé. Và phần sensor này anh em nhé, 1010 này. Đấy. Ok, áp nhạc. Thì con Note 9 này bên mình đang bán là 5,7 triệu anh em nhé. 5,7 triệu do hình thức đẹp 99%. Máy đẹp anh em nhé. Ok, thì Note 9 này mình còn 3 màu. Trắng, màu bạc, bạc titan nhé. Và màu hồng anh em nhé. Ok này. Tất cả đều là hình thức đẹp 99 anh em nhé. Đấy. Thì anh em cần màu gì liên hệ mình nhé. Tiếp theo là S10 Plus. Bản Nhật, 1 SIM, chạy chip Snap 855 anh em nhé. Con này RAM 8, bộ nhớ 128, màn 6,4 inch, pin là 4100. Con này là bản phiên bản Olympic Tokyo anh em nhé. Bản Nhật này có logo của Olympic Tokyo luôn, cực kỳ uy tín. Giao diện cũng là của Olympic luôn. Anh em thích thì dùng nguyên, còn không thì có thể đổi được. Màn đẹp không am ố nha. Zin nguyên áp. Con này bên mình đang bán là 6,3 triệu anh em nhé. Trong tầm tiền này dùng con này hợp lý. Hơn 6 triệu mà dùng con này quá ngon luôn anh em ạ. 2 cam trước, 3 cam sau, vân tay trong màn hình luôn. Cấu hình dùng 2-3 năm tới vẫn thoải mái anh em nhé. Con này hình thức đẹp 99, 6,3 triệu anh em nhé. Rồi tiếp theo đến 8 Plus. 8 Plus này là quốc tế 64GB anh em nhé. Đây. 64GB pin 100% luôn, pin mình mới thay, pin xịn luôn anh em nhé. 100% dùng cực kỳ trâu nha anh em nhé. Thì con này là máy zin full chức năng, hình thức phẩy này, tầm 98% anh em nhé. Ok, con này bên mình đang bán là 5,7 triệu anh em nhé. 5,700,000. Màu trắng, màu đỏ đẹp hơn tí thì là 6 triệu anh em nhé. Ok, anh em cần màu gì liên hệ mình nhé. Tiếp theo là đến XS Max Lock 64GB anh em nhé. Con này lock đã fake quốc tế rồi anh em nhé. Anh em về lắp sim là dùng luôn, thay sim thoải mái thôi, không reset đặt lại máy là được. Máy màu vàng, hình thức tầm 99% anh em nhé. Gần như là chín là keng luôn. Máy zin đen luôn anh em nhé. Con này bên mình đang bán là 8,5 triệu. 8,5 triệu tặng kèm đầy đủ sạc cáp cường lực của ốp lưng. Tiếp theo đến cũng là XS Max, nhưng con này là quốc tế anh em nhé. Máy quốc tế 256GB anh em nhé. Con này là máy 64 lưng lên thành 256 anh em nhé. Còn lại là zin hết,
thức 99 anh em nhé. Con này mình bán giá ngang với cả 64GB cho anh em, 10 triệu anh em nhé. À đâu, 11 triệu rồi anh em nhầm, 11 triệu anh em nhé. Con này pin còn khá là cao đấy, pin còn như 93%, 93% luôn anh em nhé, 11 triệu. Rồi tiếp theo đến 11 Pro Max quốc tế 64GB, cũng là màu vàng anh em nhé, hình thức thì cũng là 99 luôn anh em nhé. Máy zin full chức năng, pin còn 84%, nhưng mà cực kỳ trâu anh em nhé, dùng thoải mái một ngày không hết luôn. Dòng 11 Pro Max này pin cực kỳ trâu, máy quốc tế Mỹ nhé. Thì con này mình bán cho anh em giá là 14.900.000 anh em nhé, 14.900.000, quá rẻ. Ok rồi, cuối cùng hôm nay là Soli anh em nhé. Soli thì đầu tiên là con XZ Premium màu bạc gương, hình thức khoảng độ 98% anh em nhé. Đấy, có chóc sơn tí này, dòng này thì khó tránh được. XZ Premium này bên mình đang bán là 2.350.000, à 2.250.000 anh em nhé. Sorry anh em, con này thì cấu hình RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình là 5.5 inch, độ phân giải 4K, chip Snap 835 anh em nhé, pin thì là 3200, còn cả màu đen anh em nhé, anh em cần màu đen thì liên hệ mình. Rồi tiếp theo là đến XZ2 cấu hình là RAM 4 bộ nhớ 64, chạy chip Snap 845, màn hình 5.7 inch, pin 3100, hình thức đẹp 99 anh em nhé. XZ2 này bên mình còn 3 màu, trắng, màu tím và màu đen anh em nhé. Ok, tất cả đều là hình thức đẹp 99 anh em nhé. Ok, thì XZ2 bên mình đang bán là 2.550.000, 2550 anh em nhé. Tiếp theo đến XZ3 thì cấu hình như XZ2 anh em nhé, vẫn là RAM 4 bộ nhớ 64, chip Snap 845, con này màn hình của nó là màn 6 inch, màn PLED, màn hình cong luôn anh em nhé, màn hình cong, cong cả trước cả sau luôn. Con này anh em mua về trải nghiệm màn cong quá ổn, màn nó vẫn là đẹp, độ phân giải 2K anh em nhé, cực kỳ sắc nét, màn đẹp không mà bố, zin nguyên áp, hình thức đẹp 99 anh em nhé. Còn duy nhất một màu trắng thôi anh em. XZ3 bên mình đang bán là 3.150.000 anh em nhé, 3.150.000. Cuối cùng là con XPA1, XPA1 này thì cấu hình RAM 6 bộ nhớ 64, chip Snap 855, màn hình 6.5 inch và độ phân giải là 4K luôn anh em nhé. Con này màn hình cực kỳ đẹp, màn đẹp không ngam ố, máy nó dài, tỷ lệ màn hình là 219. Ok, thì XPA1 này mình còn duy nhất màu xanh thôi anh em nhé, màu xanh và đẹp 99%. Thì bên mình đang bán XPA1 này là 4.600.000 anh em nhé, 4.600.000. Màu xanh này dùng khá là đẹp đấy chứ anh, nam nữ dùng đều ok anh em nhé. Ok, thì cuối cùng anh em cho mình xin nút like, nút đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất của bên mình nhé. Ok, chào tất cả các anh em.